Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi quý vị có bao nhiêu chương mục về hưu? Đây là thời điểm tốt nhất liên lạc ngay với anh Ted Ngô CFP 714-377-8700. Mai Phương Beauty and Wellness Center, xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân. Nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Thảo Yên, Hoàng Trọng Tùy trở lại với quý khách thính giả. Và hôm nay là ngày thứ tư và chúng tôi có một đời sống vào mỗi tuần. Và trong mục đời sống ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một cái mẹo vặt chúng tôi mới khám phá rất là tuyệt vời, để giúp cho tất cả mọi người nào, quý vị nào có cái bụng mà nó hơi bị mỡ đó, nó dày dày. Chúng tôi là bực mình lắm. Mỗi một buổi tối quý vị uống vào, và qua ngày hôm sau, và buổi tối hôm đó quý vị biết là 8 tiếng đồng hồ chúng ta nằm ở đó. Và đối với những người mà cái metabolism thấp á, thì nặng bụng lắm, làm việc rất là chậm. Có những người metabolism tốt đó, thở nói 8 tiếng đồng hồ đó là cơ thể mình vẫn tiếp tục hoạt động như thường đó, để nó phai hoặc là nó làm giảm mỡ. Nhưng mà chất này quý vị uống vào mỗi buổi tối hả, là giúp cho quý vị giảm mỡ qua đêm. 8 tiếng đồng hồ đó chúng sẽ giúp cho quý vị cơ thể mình giảm mỡ. Xin mời quý vị cùng theo dõi với chúng tôi ngay sau phần quảng cáo quý vị nhé. Nhưng mà trở lại với những bản tin rất là đáng chú ý liên quan đến thời sự ngày hôm nay. Đây là ông Fares Zakaria Fethullah Gulen. Ông này, tên tuổi của ông đã xuất hiện rất là nhiều từ nhiều tháng qua, kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra vụ lật đổ chính quyền bất thành. Ngay lập tức, ông Tayyip Erdogan là tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ đã cáo buộc người giáo sĩ Gulen này là kẻ đã đứng đằng sau vụ đảo chính bất thành. Ông đang sống lưu vong ở Mỹ, ở tại tiểu bang Pennsylvania. Và người ta tin là ông đã đứng đằng sau tất cả những việc mà hướng dẫn, ra lệnh để cho các thuộc cấp hoặc là các chiến binh tìm cách phá hoại Tổng thống Tayyip Erdogan. Nhưng mà thực sự đó, lý do mà ông này được chấp nhận tị nạn tại Hoa Kỳ này, tị nạn chính trị, là vì ông là một người chủ trương dân chủ thực sự. Ông cho rằng ông Tayyip Erdogan là một kẻ độc tài, chỉ củng cố quyền lực và tham nhũng độc tài mà tại sao không bị lật đổ. Và đó là lý do tại sao Hoa Kỳ chấp nhận cho ông xin tị nạn. Tuy nhiên ngày hôm nay, Hoa Kỳ đang cân nhắc liệu xem những bằng chứng nhắm vào ông Gulen có thực sự là ông đã đứng đằng sau vụ ám sát ông đại sứ Nga hay không. Tuy nhiên cho đến giờ phút này, thưa quý vị, phía Hoa Kỳ cho biết họ vẫn chưa nhận đầy đủ các bằng chứng. Và chính vì thế đã có một nhóm chuyên gia về điều tra án mạng, 15 chuyên gia của Nga đã đến Thổ Nhĩ Kỳ ngay từ những giờ phút khi ông đại sứ Nga bị ám sát, như quý vị đã theo dõi các hình ảnh trong mấy ngày qua. Sau vụ ám sát này, người ta đã đến nhà người thanh niên mà người cảnh sát đã nổ súng bắn chết ông đại sứ Karlov. Thì người thanh niên này tên là Altintas. Tại nhà của Altintas, cảnh sát và cơ quan an ninh điều tra đã tìm thấy những tài liệu liên quan đến ông Gulen. Thế nhưng phía Hoa Kỳ nói những tài liệu này nhiều khi Altintas là một người tôn thờ ông Gulen thì sao? Muốn ủng hộ một chính phủ lưu vong. Và điều đó không có nghĩa là ông Gulen trực tiếp ra tay để ám sát ông đại sứ. Cái vấn đề ở đây đó, Hoa Kỳ mà muốn trục xuất dẫn độ ông Gulen về là phải có bằng chứng tay của ông có nhuốm máu. Đằng này với những cái bằng chứng, cho dù là Altintas tuyên bố là tôi thương yêu ông Gulen đi chăng nữa, những cái đó là những cái kẻ sùng đạo, những cái kẻ tôn thờ. Cho nên thưa quý vị, ngày hôm nay lực lượng an ninh và điều tra của Nga đang nỗ lực tìm kiếm thêm những cái bằng chứng để kéo ông Gulen vào cuộc. Và để làm gì? Để phá vỡ cái màng lưới mà đã từng gây
xáo trộn chính trị cho Thổ Nhĩ Kỳ. Tayyip Erdogan tổng thống rất muốn tiêu diệt ông Gulen và tổ chức của ông Gulen. Một tổ chức mặc dù ông sống lưu vong, nhưng mà nhiều người nói ông đứng đằng sau những cái việc mà ra lệnh chỉ thị và kể cả tài trợ rất là nhiều. Bởi vì những người sống ở ngoài mà chống lại ông Tayyip Erdogan á, đã từng bỏ tiền của ra rất nhiều để tìm cách lật đổ chế độ của ông Erdogan. À, vâng, thưa quý vị, và cũng vào ngày hôm qua thì Hội đồng thành phố Santa Ana đã vừa có một cuộc họp để xem qua một cái sắc lệnh vừa được đề xuất cũng với mục đích là giúp đỡ cho người di dân bất hợp pháp tại thành phố Santa Ana, thưa quý vị. Thì cụ thể thì cái sắc lệnh này được đề xuất yêu cầu là thành phố không sử dụng các nguồn lực tài chính cũng như là các cơ quan thực thi pháp luật để mà trục xuất người di dân bất hợp pháp. Thành phố cũng phải bảo vệ thông tin cá nhân của thành phần di dân này và nghiêm cấm giới chức an ninh có thành kiến cũng như là hạn chế bắt bớ những người này vì tình trạng di trú của họ. Đó là những cái yêu cầu mà cái sắc lệnh này muốn đưa ra. Ngoài ra thì họ còn kêu gọi thành phố cho đào tạo cũng như là thành lập một cái lực lượng chuyên đảm trách kiểm soát và giúp đỡ cho người di dân bất hợp pháp khỏi bị kỳ thị. Thế nhưng mà sắc lệnh này thì họ cũng đồng ý là không giúp đỡ di dân bất hợp pháp nào đã hoặc là đang phạm tội. Tuy là có vẻ được nhiều người ủng hộ, nhưng mà có một vài thành viên của hội đồng thành phố thì tỏ vẻ do dự bởi họ lo sợ chính quyền của ông Trump sẽ cắt viện trợ của Santa Ana nếu như cái sắc lệnh này được thông qua. Thì được biết là thành phố Santa Ana là một trong những thành phố đa sắc tộc nhất tại Hoa Kỳ khi mà người di dân chiếm đến 46% dân số. Và mỗi năm thành phố Santa Ana nhận được 123 triệu tiền tài trợ của liên bang, trong đó có 66.8 triệu là tiền định kỳ. Được biết là trong cuộc họp ngày hôm qua thì cái sắc lệnh này đã được toàn thể hội đồng thành phố họ đọc qua, và nếu như mà không có ai phản đối thì trong cuộc họp lần sau đó, sắc lệnh này sẽ chính thức trở thành luật tại thành phố Santa Ana, thưa quý vị. Chiều hôm qua khoảng 3 giờ chúng tôi đang ngồi làm việc thì nghe một bản tin breaking news bất ngờ và nhìn thấy một cái khung cảnh hỗn loạn luôn nữa, và chợt nhớ đến Tết của chúng ta. Chùa Huệ Quang, quý vị nhớ, Lúc Đầu Sài Gòn TV tổ chức phối hợp với các anh chị em nghệ sĩ của chùa Huệ Quang. Mỗi một đêm giao thừa đốt pháo khủng khiếp, và chúng tôi biết số lượng pháo này đa phần là đến từ Mexico, chở theo hàng pick up xe tải, thưa quý vị, đốt cả đêm luôn nữa. Và một nơi mà đến bây giờ mới biết được có thể là nơi đã sản xuất loại pháo bông đó là Tultepec, cách trung tâm của thủ đô Mexico City ở Mexico chỉ có 20 dặm mà thôi. Và đây là quang cảnh mà có người đã quay được cảnh lúc mà pháo bông nổ. Hiện nay cuộc điều tra đang tiến hành để tìm xem đây có phải là một vụ phá hoại khủng bố hay là có ai bất cẩn hút thuốc lá rồi, hoặc là trong lúc mà đốt thử đó. Thì mà quý vị biết đó, cả một cái gian hàng nó bự khổng lồ lắm, hội chợ và nhất là lễ hội để chuẩn bị bán pháo bông cho Tết Dương lịch. Tết ta của mình luôn, nó nhiều người Việt Nam họ sang đây họ mua để họ trở về Texas. Rồi đi qua vùng Arizona rồi đến Tijuana nữa. Cả một cái ngôi chợ khổng lồ này, một cái vụ nổ và cái sạp nó sát với nhau. Cho nên một sạp nổ là nó domino effect, là nó làm đổ sập hết và nổ tung nguyên một cái chợ. Quý vị có thể tưởng tượng cả bao nhiêu ngàn tấn pháo bông đã nổ một lúc trong khoảnh khắc. Và những người chủ sạp, thi thể của họ bắn tung tóe ở khắp nơi, đếm được 29 thi thể. Con số người chết có thể còn tăng nữa, bởi vì có ít nhất là 3 trẻ em. Bệnh viện nó không còn chỗ nữa, họ phải đưa trực thăng 3 trẻ em này đến Galveston của Texas để chữa trị vì những vết phỏng nặng. Hàng ngàn người tập trung để mua bán, chuẩn bị holiday và festivals, Christmas và New Year, thưa quý vị. Và ngay sau phần quảng cáo, chúng tôi gửi đến quý vị phương thức làm thế nào để quý vị có thể làm tiêu được cái mỡ ngay bụng này rất là hữu hiệu, mà đôi khi không có phải tập thể dục nữa. Wow, làm thế nào được điều đó? Nhiều người không tin, nhưng mà quý vị cũng có thể tin. Ngay sau phần quảng cáo, quý vị nhé.